Chào mừng các em đến với bộ môn giáo dục công dân khối 8. Ở video clip này, cô và các em sẽ cùng nhau ôn tập để chúng ta bước vào kỳ thi học kỳ 2 sắp tới. Về hình thức kiểm tra giữa học kỳ 2, chúng ta sẽ làm trực tiếp tại lớp. Thời gian làm bài là 45 phút. Đề bài gồm có 12 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận. Nội dung ôn thi học kỳ 2, chúng ta sẽ học bài 7 phòng chống bạo lực gia đình, bài 8 lập kế hoạch chi tiêu, bài 9 phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại. Về nội dung ôn tập, về phần lý thuyết chúng ta sẽ xem kỹ phần khám phá trong sách giáo khoa và trong tập của bài 7, bài 8 và bài 9, và xem kỹ phần bài tập trong sách giáo khoa cũng như là câu hỏi trắc nghiệm ở phần đề cương. Chúng ta sẽ cùng nhau bước vào phần trắc nghiệm. Câu số 1. Nhận định nào sau đây không đúng khi bàn về vấn đề bạo lực gia đình? A. Bạo lực gia đình là một trong những nguyên nhân làm gia đình tan vỡ. B. Pháp luật Việt Nam chưa có quy định về phòng chống bạo lực gia đình. C. Mỗi thành viên trong gia đình cần yêu thương, tôn trọng, hỗ trợ lẫn nhau. D. Bạo lực gia đình gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn và văn minh xã hội. Và câu trả lời của cô là câu B. Câu số 2. Bạo lực gia đình không gây ra hậu quả nào sau đây? A. Để lại nỗi đau về thể chất và tinh thần cho người bị bạo lực. B. Là nguyên nhân duy nhất khiến hạnh phúc gia đình tan vỡ. C. Ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn và văn minh xã hội. D. Là một trong những nguyên nhân khiến gia đình đổ vỡ. Và gợi ý trả lời của cô là câu B. Câu số 3. Trước khi xảy ra bạo lực gia đình, chúng ta nên thực hiện hành động nào sau đây? A. Nhận diện nguy cơ để tìm đến chỗ an toàn. B. Dùng lời nói tiêu cực để thách thức đối phương. C. Ở lại nơi có nguy cơ xảy ra bạo lực gia đình. D. Tỏ thái độ tiêu cực để khiêu khích đối phương. Câu trả lời của cô là câu A. Câu số 4. Khi xảy ra bạo lực gia đình, chúng ta nên thực hiện hành vi sau đây. A. Tỏ thái độ tiêu cực, thách thức. B. Chủ động tìm người giúp đỡ. C. Sử dụng bạo lực để đáp trả. D. Im lặng để tránh bị cười chê. Câu trả lời là câu B. Câu số 5. Sau khi xảy ra bạo lực gia đình, chúng ta không nên thực hiện hành vi nào sau đây? A. Liên hệ các cơ sở y tế để điều trị. B. Giấu giếm, bao che cho đối phương. C. Nhờ sự trợ giúp từ cơ sở tư vấn tâm lý. D. Hàn gắn mối quan hệ giữa các thành viên. Câu trả lời là câu B. Câu số 6. Nhận định nào dưới đây đúng khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu? A. Lập kế hoạch chi tiêu chỉ dành cho người lớn đã đi làm kiếm tiền. B. Khi lâm vào cảnh nợ nần, chúng ta mới cần lập kế hoạch chi tiêu. C. Lập kế hoạch chi tiêu khiến cho việc sử dụng tiền không thoải mái. D. Các thói quen chi tiêu hợp lý sẽ giúp ta đạt được mục tiêu tài chính. Câu trả lời là câu D. Câu số 7. Nhân vật nào dưới đây đã chi tiêu sử dụng tiền chưa hợp lý? A. Chị X dùng tiền lương và vay thêm tiền để mua chiếc túi xách hàng hiệu. B. Anh K dùng 40% số tiền hiện có để chi tiêu cho các nhu cầu thiết yếu. C. Mỗi tháng chị V tiết kiệm 1 triệu đồng để dự phòng rủi ro phát sinh. D. Chị T chia số tiền mình có thành nhiều khoản với mục đích khác nhau. Câu trả lời là câu A. Câu số 8. Nhân vật nào dưới đây có thói quen chi tiêu hợp lý? A. Để có tiền mua thỏi son hàng hiệu, chị T đã ăn mì gói mỗi ngày. B. Anh M thường xuyên vay tiền bạn để đi xem phim, đi du lịch. C. Chị H mua mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ vì giá thành rẻ. D. Anh K chỉ mua những thứ thật sự cần thiết trong khả năng chi trả. Câu trả lời là câu D. Câu số 9. Bạn học sinh nào trong tình huống sau đây chưa biết cách chi tiêu hợp lý? Thấy V và K thường xuyên mua đồ ăn vặt được bày bán trước cổng trường, bạn N đã nhắc nhở và khuyên hai bạn không nên chi tiêu như vậy, vừa tốn kém vừa ảnh hưởng đến sức khỏe. A. Bạn V. B. Bạn K. C. Bạn N. D. Hai bạn V và K. Và câu trả lời của cô là câu D. Câu 10. Tập hợp những hành động sử dụng tiền một cách phù hợp và hiệu quả. Đó là nội dung của khái niệm nào sau đây? A. Kế hoạch chi tiêu. B. Quản lý tiền hiệu quả. C. Kế hoạch tài chính. D. Mục tiêu tài chính. Và gợi ý trả lời của cô là câu A. Câu 11. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của việc lập kế hoạch chi tiêu?
A. Giúp mỗi cá nhân có thể định hướng tương lai. B. Giúp mỗi người quản lý tiền một cách hiệu quả. C. Giúp con người vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. D. Phân bổ tiền phù hợp và đạt được các mục tiêu tài chính. Gợi ý trả lời câu C. Câu 12. Ý kiến nào dưới đây không đúng khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu? A. Kế hoạch chi tiêu cần cụ thể và thực hiện nghiêm túc. B. Những người giàu có thì không cần lập kế hoạch chi tiêu. C. Lập kế hoạch chi tiêu giúp chúng ta phân bổ tiền phù hợp. D. Cần rèn luyện kỹ năng quản lý tài chính ngay khi còn nhỏ. Và câu trả lời là câu B. Câu 13. Để phòng ngừa tai nạn, ngộ độc thực phẩm, chúng ta thực hiện biện pháp nào sau đây? A. Sử dụng thực phẩm đã bị hư hỏng để tiết kiệm chi phí. B. Sử dụng nhiều phẩm màu hóa học khi chế biến thức ăn. C. Không để lẫn thực phẩm sống với thức ăn đã nấu chín. D. Dùng các chất phụ gia độc hại để bảo quản thực phẩm. Câu trả lời câu C. Câu 14. Chủ thể nào dưới đây không vi phạm quy định của pháp luật về phòng chống tai nạn chất độc hại? A. Chị M. dùng hóa chất độc hại để bảo quản thực phẩm. B. Anh V. báo cảnh sát cứu hỏa khi phát hiện đám cháy. C. Anh T. hút thuốc lá và dùng điện thoại tại trạm xăng dầu. D. Công ty B xả chất thải rắn chưa qua xử lý ra môi trường. Câu trả lời là câu B. Câu 15. Đoạn thông tin dưới đây đề cập đến loại tai nạn nào? Bà C là chủ một cơ sở sản xuất nem. Trong quá trình sản xuất, bà C đã bí mật sử dụng một số hóa chất không rõ nguồn gốc, không có thời hạn sử dụng để tẩy trắng bì lợn, có nghĩa là tẩy trắng da heo. A. Tai nạn cháy nổ. B. Tai nạn do chất độc hại gây ra. C. Tai nạn vũ khí gây ra. D. Tai nạn do bom mìn gây ra. Và câu trả lời là câu B. Câu 16. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nguy cơ dẫn đến tai nạn cháy nổ? A. Cháy chập điện do thiết bị điện bị quá tải. B. Sử dụng chất bảo quản phụ gia thực phẩm. C. Để cắt đồ dễ bắt lửa sắt, cắt đồ tạo nhiệt. D. Sử dụng chất nổ trái phép, chất phóng xạ. Và câu trả lời của cô là câu B. Câu 17. Tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại không gây ra hậu quả nào sau đây? A. Góp phần làm ô nhiễm môi trường sinh thái. B. Thiệt hại tài sản của các cá nhân, gia đình và xã hội. C. Ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng con người. D. Chỉ gây tổn thương về tâm lý, không gây tổn hại về sức khỏe. Câu D là câu trả lời của cô. Câu 18. Để phòng ngừa tai nạn cháy nổ, chúng ta nên thực hiện biện pháp nào sau đây? A. Sử dụng trái phép các vật liệu chất gây nổ. B. Để vật liệu đồ dễ bắt lửa sát các đồ tạo nhiệt. C. Trang bị phương tiện chữa cháy đúng tiêu chuẩn. D. Sử dụng thuốc nổ để chế tạo pháo bom mìn. Và câu trả lời của cô là câu C. Chúng ta sẽ bước vào phần tự luận. Câu số 1. Em đồng tình hay không đồng tình với suy nghĩ nào sau đây? Vì sao? A. Lập kế hoạch chi tiêu chỉ dành cho những người lớn đã đi làm kiếm tiền. B. Lập kế hoạch chi tiêu rất mất thời gian và tạo ra sự khó chịu khi sử dụng tiền. C. Các thói quen chi tiêu hợp lý sẽ giúp ta đạt được mục tiêu tài chính cá nhân. D. Kế hoạch chi tiêu cần cụ thể và thực hiện nghiêm túc. E. Ca thường xuyên mua đồ ăn vặt được bày bán trước cổng trường. F. Anh M. thường xuyên vay tiền bạn để đi xem phim và đi du lịch. Và sau đây là gợi ý trả lời của cô. Đối với câu A là không đồng tình, bởi vì mỗi cá nhân đều cần thiết lập kế hoạch chi tiêu. Câu B không đồng tình, bởi vì việc thiết lập kế hoạch chi tiêu sẽ đem lại cho chúng ta những lợi ích lớn, ví dụ như là quản lý tiền một cách hiệu quả, định hướng được tương lai, phân bổ được tiền phù hợp và đạt được những mục tiêu tài chính. Đối với câu C là đồng tình, bởi vì thiết lập thói quen chi tiêu hợp lý cũng là một trong những yếu tố giúp chúng ta đạt được mục tiêu tài chính cá nhân. Đối với câu D, chúng ta đồng tình bởi vì để thực hiện thành công kế hoạch chi tiêu, chúng ta cần đảm bảo các yêu cầu, ví dụ như sự cụ thể, khả thi, sự quyết tâm và nghiêm túc. Câu E là không đồng tình bởi vì bạn ca chi tiêu không hợp lý, vừa tốn kém vừa ảnh hưởng đến sức khỏe. Câu F không đồng tình bởi vì chúng ta chỉ vay tiền khi thật sự cần thiết, những việc quan trọng, còn việc vay tiền chỉ để đi chơi đó là chi tiêu không hợp lý. Bài số 2, em hãy đưa ra những quan điểm đối với những ý kiến sau đây. A. Sử dụng hóa chất để bảo quản chế biến thực phẩm là điều bình thường.
B. Tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại chỉ ảnh hưởng đến môi trường. C. Vũ khí và các chất độc hại được phép tàng trữ, vận chuyển, buôn bán. D. Học sinh nên tự giác tìm hiểu và thực hiện pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại. Và sau đây là gợi ý trả lời của cô. Đối với câu A, không đồng tình, bởi vì dù thực hiện đúng quy định, chúng ta cũng không nên khuyến khích việc bảo quản thực phẩm bằng hóa chất. Việc sử dụng những loại hóa chất không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng sử dụng sai về liều lượng, quy trình, v.v. sẽ dẫn đến tai nạn về ngộ độc thực phẩm hoặc gây ra những di chứng lâu dài, khó phát hiện ngay đối với sức khỏe của người tiêu dùng. Ý kiến đối với câu B là không đồng tình, bởi vì ngoài việc gây tác động đến môi trường, những tai nạn về vũ khí cháy nổ, chất độc hại còn gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng và tài sản của cá nhân, gia đình, cộng đồng. Ý kiến đối với câu C, không đồng tình bởi vì pháp luật Việt Nam nghiêm cấm việc tàng trữ, vận chuyển, buôn bán các loại vũ khí chất độc hại. Ý kiến đối với câu D là đồng tình bởi vì hiện nay các tai nạn về cháy nổ vũ khí chất độc hại có xu hướng gia tăng. Do đó, để bảo vệ bản thân mình tốt hơn, mỗi học sinh nên trang bị thêm cho mình những kiến thức, kỹ năng đúng đắn, khoa học để phòng ngừa hoặc ứng phó khi xảy ra các tai nạn. Chúng ta tìm hiểu tiếp bài số 3. Chú của bạn H đi làm xa ở thành phố. Dịp này về thăm nhà, chú đã cho bạn H một khoản tiền. Bạn H tự hào nói với nhóm bạn của mình là hôm nay mình mời các bạn ăn kem nhé. Khoản tiền còn lại bạn H dự định dùng để mua những thẻ bài mà mình yêu thích. Hỏi, nếu là bạn thân của bạn H, em sẽ nhắc nhở bạn H chi tiêu như thế nào cho phù hợp? Và sau đây là gợi ý trả lời của cô. Nếu là bạn thân của bạn H, em sẽ nhắc nhở bạn. Thứ nhất là cần lập kế hoạch chi tiêu, sử dụng hợp lý số tiền mình có được. Thứ hai là chúng ta chỉ nên sử dụng tiền để mua những đồ vật thực sự cần thiết và trong khả năng chi trả của bản thân. Ví dụ như việc bạn H dùng số tiền chú cho để mua kem, tuy là trong khả năng chi trả nhưng đây không phải là nhu cầu cấp thiết. A sẽ tìm hiểu bài số 4. Gần đây bạn B nghỉ học nhiều mà không có lý do. Khi cô giáo chủ nhiệm đến nhà tìm hiểu, bạn B cho biết phải ở nhà để lo việc gia đình. Bạn B kể mấy tháng nay do công việc nhiều nên mẹ thường đi làm về muộn và hay đi công tác xa. Bố nghi ngờ, ghen tuông nên thường xúc phạm mẹ. Mẹ bạn B không chịu được nữa nên về nhà ngoại ở hẳn. Hỏi, em hãy phân tích tác hại của bạo lực gia đình đối với bạn B. Câu B, đề tác hại của bạo lực gia đình. Đối với câu B này là câu hỏi lý thuyết. Và gợi ý trả lời của cô. Tác hại của bạo lực gia đình đối với bạn B và người thân của bạn. Thứ nhất, bạn B bị tổn thương về tinh thần dẫn đến kết quả học tập sẽ giảm sút. Bạn B phải nghỉ học nhiều ngày để ở nhà lo việc gia đình. Mẹ bạn B bị xúc phạm danh dự nhân phẩm dẫn đến tâm lý tổn thương. Hạnh phúc gia đình của bạn B có nguy cơ tan vỡ. Mẹ bạn B không chịu đựng được sự xúc phạm của bố nên đã bỏ về nhà ngoại ở hẳn. Câu B, tác hại, phần này là phần các bạn phải học lý thuyết ở phần khám phá. Và sau đây là câu trả lời. Tác hại, để lại nỗi đau về thể chất và tinh thần cho người bị bạo lực cũng như người có hành vi bạo lực. Bạo lực gia đình làm cho cá nhân bị tổn thương về tâm lý, cơ thể và thậm chí là tính mạng, làm cho gia đình bị rạn nứt đổ vỡ, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn và văn minh xã hội. Chúng ta cùng nhau đến với bài số 5. Em hãy phân tích hậu quả của việc A. Chị M tiêm hóa chất độc hại vào cá tôm nhằm bán tăng thêm lợi nhuận. Câu B, công ty B có hành vi xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường. Và sau đây là gợi ý trả lời của cô. Đối với câu A thì cái nguy cơ là ngộ độc thực phẩm, hậu quả là gây nguy hiểm đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người tiêu dùng. Đối với câu 2, câu B là nguy cơ là ngộ độc thực phẩm, hậu quả là gây nguy hại đến sức khỏe của con người. Ví dụ như việc xả chất thải ra môi trường, đất, nước sẽ gây hại cho các loài sinh vật sống ở khu vực gần đó. Và khi con người tiêu thụ sử dụng các loại thực phẩm bị nhiễm độc thì sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cũng như là ô nhiễm môi trường. Chào tạm biệt các em, chúc các em làm bài thi thật tốt.